sao cô ấy không trả lời tin nhắn, vì anh em chưa biết hết những nguyên tắc này. Để cô ấy trả lời tin nhắn một cách tích cực hơn thì anh em phải vận dụng một vài thủ thuật tâm lý đơn giản. Trước hết, anh em nào bị chê vô duyên khi nói chuyện với con gái thì vào đây hết cho tôi, nói chuyện với con gái thế nào để không vô duyên. So với việc trả lời tin nhắn cột ngủn thì trạng thái án binh bất động từ các nàng gây cảm giác ức chế hơn gấp bội. Tất nhiên, không thể để tôn nghiêm đàn ông của anh em mình bị tổn hại to lớn đến như vậy được. Tôi muốn bàn luận với anh em về một vài nguyên tắc bên dưới, xem qua thử rồi phản hồi cho tôi. 1. Đừng hỏi những câu mơ hồ, nó phải là một câu hỏi mang tính tư duy và cho cô ấy cảm giác phải suy nghĩ để trả lời sao cho ngầu. Nhưng tuyệt đối không được bao hàm một phạm trù quá rộng khiến nó trở nên khó nắm bắt. Theo em, mục đích cuối cùng của con người khi xuất hiện trên trái đất là gì? Để hỏi xàm đó anh, đây là khả năng cao nhất xảy ra, anh em chắc chắn đã dính những sai lầm cơ bản trong lần đầu tiên nhắn tin, tôi có một bài chi tiết hơn ở đây cho các ông về điều này, đọc tiếp. 4. Sai lầm cơ bản khi nhắn tin với gái mà anh em cần tránh. 2. Đưa ra điều kiện đối trọng, yêu cầu người khác phải làm theo mong muốn của mình là một trong những sở thích quái đản của bọn con gái. Khi cô ấy đưa ra một yêu cầu cụ thể khi nhắn tin, anh em hãy lập tức tìm một điều kiện để trả lễ, thường là theo ý vui đùa. Anh chỉ được nhắn tin cho em sau 10 giờ thôi, khi đấy em mới rảnh. Ổn thôi, nhưng sau 10 giờ điện thoại của em chỉ được dành cho riêng anh, được chứ? Nên xem, thổi bay tâm trí cô ấy với 25 tin nhắn tán gái bá đạo nhất. 3. Dùng những từ ngữ mạnh, anh không chắc, có vẻ là vậy, anh vẫn đang cân nhắc, nếu như anh thì sao? Tôi vừa đưa cho anh em ví dụ về vài từ ngữ thiếu mạnh mẽ và quyết đoán, nó chỉ hiệu quả khi giải trình với sếp thôi, tán gái thì không. 4. Tỉnh táo trước những câu trả lời do dự. Khi cô ấy liên tục tỏ ra do dự trước những lời đề nghị của anh em, thì câu trả lời của nàng là không. Chiến hữu cứ củ nhây hỏi tới hỏi lui, sau đó thì nàng ta chán ngán không trả lời là đúng rồi. 5. Hãy thoải mái khi cô ấy nói không, tin tôi đi, vì có khi mấy gã khác cũng nhận được câu trả lời y chang như vậy. Lần này cô ấy từ chối, nhưng những lần sau nữa nàng ta có từ chối hay không do thái độ của anh em quyết định. Đừng tỏ ra bực dọc hay tiếc nuối, cứ bình thản kiểu trước sau gì thì mình cũng đi chơi với nhau thôi, đàn ông thú vị bắt đầu từ những khoảnh khắc đơn giản như thế. 6. Trả lời với tỷ lệ tin nhắn phù hợp, nhắn tin chứ không phải nghe Vinahi, đừng có cháy quá, nhiều anh em nàng ta nhắn mỗi một tin liền trả lời bằng một tá. Vừa mất giá vừa không hiệu quả, tỷ lệ vàng vẫn cứ là 1-1, em đưa thì anh đẩy, em ngừng thì anh thôi. Ông nào ngứa tay quá thì thỉnh thoảng 1-2 cũng được. Nên xem, nên nhắn tin cho cô ấy lúc nào để gây ấn tượng tốt. 7. Kiểm tra mức đầu tư của cô ấy, và dựa trên đó để đưa ra hạn mức đầu tư của mình. Cô ấy trả lời tin nhắn chậm, anh em cũng đừng cố reply nhanh. Cô ấy bảo rằng mình quên không trả lời, chiến hữu cũng đừng tỏ ra mình nhớ. Sau tất cả cô ấy có thể không thích anh em, nhưng vẫn dành cho chúng ta sự tôn trọng tuyệt đối. 8. Hãy biến cô ấy trở nên đặc biệt. Trên tất cả, mỗi cô gái lại cho chúng ta một cách khác nhau để tiếp cận và chinh phục họ sao cho hiệu quả. Khi anh em dùng một cuốn bí kíp cũ mềm quá nhiều lần cho nhiều cô gái, nó sẽ chỉ mang lại toàn tác dụng phụ. Trước khi quan tâm quá nhiều đến nội dung tin nhắn của phái đẹp, anh em hãy tìm cách khiến nàng ta trả lời tin nhắn một cách nhiệt tình hơn cái đã. Ông nào muốn nâng cao tỷ lệ thành công khi tán gái thì tôi cũng có một bài để các ông tự nghiên cứu về mình đây, đọc tiếp. Muốn nâng cao tỷ lệ thành công khi tán gái, anh em hãy tự hỏi mình 9 câu này.